Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ trưa trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hôm qua là ngày nắng nóng đỉnh điểm cuối cùng của đợt nóng vừa rồi, trời oi và nóng. Tuy nhiên thì ngày hôm nay, tiết trời đã thay đổi hẳn, mát mẻ và dễ chịu. Một bộ phận khí mát có cường độ khá mạnh vào thời điểm giữa tháng 6 đã đẩy giải mây dông xuống khu vực nước ta, gây mưa rào và dông mạnh từ rạng sáng ngày hôm nay. Chỉ trong vòng từ 6 tới 12 tiếng, nhưng lượng mưa ở đây đã phổ biến trong khoảng từ 70 cho đến 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như tại Mường Lay 98mm, Tam Đường 85mm, Lục Yên 79mm, Phú Hộ 106mm, Hữu Lũng 81mm, Cô Tô 140mm, Sơn Động 93mm và tại Hưng Yên là 79mm. Thưa quý vị, khí mát và mưa đã kéo nhiệt độ giảm mạnh từ 8 cho đến 10 độ. Toàn miền Bắc ngày hôm nay, nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng 27 đến 28 độ và tiết trời mát mẻ. Trong chiều nay thì mưa rào và dông vẫn diễn ra, lượng mưa đạt mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, đặc biệt là tại những vùng giáp biên giới phía Bắc thì bà con vùng núi cần hết sức lưu ý đề phòng các hiện tượng như là dông, tố lốc, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra. Theo dự báo thì từ tối và đêm ngày hôm nay thì mưa sẽ giảm dần, một số nơi chỉ còn xảy ra mưa rào nhẹ. Từ ngày mai thì mưa chỉ còn xuất hiện chủ yếu vào đêm và sáng, còn ban ngày trời nắng với số giờ nắng tăng dần, nhiệt độ cũng tăng, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá mức 33 độ. Với những phân tích trên, dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các vùng trên cả nước như sau. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ vào ngày mai, mưa sẽ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện mưa rào nhẹ ở các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên vào đêm và sáng. Trời chuyển nắng vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong mức 29 cho đến 31 độ. Sang đến ngày 12 và ngày 13, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ ở một vài nơi với lượng không nhiều, nhiệt độ tăng dần. Từ ngày 13 thì nhiệt độ sẽ dao động trong mức 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày mai, mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện mưa rào nhẹ vào đêm và sáng, trời chuyển nắng vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 cho đến 32 độ. Hai ngày tiếp theo, trời ít mưa, nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng dần nhưng cao nhất vẫn không vượt quá 33 độ. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào ngày mai, mưa rào, rải rác và có dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ, tiết trời mát mẻ. Sang đến ngày 12 và ngày 13, ngày nắng với số giờ nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng chậm, sẽ dao động trong mức 33 cho đến 35 độ. Tới chiều tối thì mưa rào nhẹ xuất hiện vài nơi ở các tỉnh khu vực phía Nam. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận trong 2 ngày tới, có mưa rào và dông rải rác. Sang đến ngày 13 thì mưa tăng lên vào các buổi chiều tối. Vùng ven biển sẽ có mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt giảm dần. Mức nhiệt cao nhất trong những ngày sắp tới đều không vượt quá 33 độ, nắng nóng hoàn toàn chấm dứt. Tại khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới, mưa có xu hướng tăng hơn về diện và cường độ, tập trung nhiều vào khoảng chiều tối và đêm, sáng sớm. Còn ban ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ phổ biến trong mức 29 cho đến 31 độ, 2 ngày tiếp theo dao động trong khoảng 28 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới mưa nhiều hơn, tập trung nhiều vào khoảng chiều tối và đêm, sáng sớm, còn ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 31 cho đến 33 độ. Các tỉnh huyện ven biển lưu ý đề phòng dông mạnh và lốc xoáy. Khu vực thủ đô Hà Nội vào ngày mai, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vào mưa rào nhẹ vào đêm và sáng, trời chuyển nắng vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 cho đến 32 độ. Hai ngày tiếp theo thì nắng nhiều hơn, nhiệt độ nhích nhẹ lên khoảng 1 cho đến 2 độ, nhưng cao nhất cũng không vượt quá 34 độ. Thưa quý vị, trong những ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió duy trì mạnh cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, tới ngày 13 thì vùng giữa Biển Đông có xu hướng tạo nhiễu động và gió xoáy. Bà con cần đề phòng có gió giật mạnh. Tại đây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm trong cơn mưa. Trong ngày hôm nay thì trên toàn bộ vùng Nam Biển Đông, trời đã chuyển dày đặc mây dông cho mưa rào mạnh, thậm chí là kèm theo có gió lốc xoáy, khiến tầm nhìn xa giảm mạnh trong cơn mưa. Trong 2 ngày tới thì khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, gió vẫn mạnh dần, duy trì mức cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Tàu thuyền cần hết sức lưu ý vì thời tiết xấu sẽ bao trùm gần như toàn bộ vùng biển này. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Bản tin của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.